mang cái điều tích cực là được. Cả nhà cứ bỏ qua vấn đề đó. Nó có tiền nuôi con nuôi cháu thôi, chứ ngoài ra tại sao ví dụ giờ ông bà nội giờ không bán nè, ông Trần Quân gửi tiền về là tại sao ông bà nội không nhận rồi? Yeah. Không có cái lý do. Yeah. Để mình lấy công sức mình ra, đồ hôn nước mắt ra là mình muốn mình đổ, là mình có cái giờ nổi bên nước ngoài gửi về, mà Trần Quân gửi về người ta cũng hả tiền đồ hôn nước mắt người ta mà còn nhận tiền đó là thôi. Dạ. Không có nghĩa thì tình luôn. À, mua bánh xèo ủng hộ mấy bà cháu thì được ha. Còn bà nội không có nhận tiền ủng hộ của mấy bà chương trình. Chương trình này tới thương mấy cháu thì xin chào cô chú chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hôm nay chia sẻ những hành vi rất là sinh tình luôn. Hai cái mang về ngoại. Cộng nước mắm xong rồi về nha. Sáu mươi. Giờ đó là có liền nha cái nè. Bà ngoại là ở Tiền Giang. Em ở Tiền Giang, em ở trong ngoại ngoài. Dạ. Cũng ở huyện Cái Lậy luôn. À, ở huyện Cái Lậy hả? Ngoại Cái Lậy nhưng mà ngoại ở Tiền. À, mẹ Tiền ngoài quốc lộ hả? Đúng rồi. Dạ. Bà nội thì phải vô căn mấy cây số, 5, 6 cây số mới có nhà. Dạ, dạ rồi, con có dịp về đó nhiều lần. Đó là thị xã Cái Lậy, huyện Cái Bè. Thị xã tỉnh Tiền Giang. Cái lại bữa nay cũng phát triển lắm á. Lần nó nói huyện đó là thị xã. Dạ, vô trong, cô vô. Huyện đó là thị xã. Còn đơn vị cũng YouTuber. Mình đó không làm. À. Thời gian bán của bánh xèo của bà nội cô chú chị và các bạn là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Cháu chạy bàn ăn xăng luôn đó nha. Mấy bạn YouTube tới phụ. Yeah.
ba đứa cháu, ba đứa cháu. Chị hai đi là hiểu hiểu chuyện nhất đó nha cả nhà. Mấy bên bé kia còn còn hơi nhỏ. Đây hiểu chuyện là lúc nào cũng là tạo một chuyện đủ với bà nội. Dạ đúng rồi, trẻ con mà, trẻ con. Dạ. Đúng rồi, nội nội nuôi nội phải có quyền chứ. Còn ai nói gì nói kệ nội. Đúng rồi, mình chủ yếu là mình cháu mình dạ. Mình lo cho cháu mình thôi. Từ lúc nhỏ em không sợ người nào hết. Dạ. Bình thường có nè. Do là có một số anh chị là nó comment nói. Bởi vì nếu mà trong cái hoàn cảnh là tôi từ hồi đẻ luôn ha mình. Trời ơi, giao em nở cho em nó hay lắm luôn. Dạ. Dạ, con nuôi mười mấy năm rồi cái nhà. Cái hàng hôm nay 12 tuổi rồi. Chỗ nào đó cho hôm nay mà kiểu như là ổn chết hôm nay cho được học nữa đi. Dạ. Giờ cái này nó nổ. Em sao đó? Con gái cùng song tấu với nội. Thích cực cấm gì cái nhà. Em cho học đang học đàng hoàng. Dạ. Yeah. Em học trai nó mất đi luôn, nên em buồn quá. Dạ. Yeah. Em về em cố gắng để cho em không có cho học từ từ tính. Dạ. Yeah. Chứ không có gì hết, không em không quan trọng. Em cũng có tin lai nhiều khi em biết học luôn để tự em xử. Cho một cái bánh đậu xanh không thịt. Bánh cơm. Chỉ là bánh giá không chén. À, đó mấy bé học dưới quê hả bà nội? Dạ. Học dưới quê. Con mới biết, cũng học dưới quê nữa nè. Tại vì con mới trên năm mấy này em chưa có ổn định thật sự. Dạ. Mình nghĩ chắc thằng còn thằng chứ đúng không? Anh nghĩ chứ hết đi rồi mình xấu gì nữa. Dạ. Dạ. Đang cái đang lành có hai đứa con đang khỏe mạnh như vậy. Có giá. Đi, có giá. Không đồng ý cho con thôi. Đây là công trạng của bà nội. Ở bà nội đó, lúc mà để mất tôi, còn trai út làm đẻ tôi á, mất đó là bà nội thằng bà nằm không biết thời gian gì luôn. Dạ. Nói chứ giờ sao giờ tại vì đồ á là đã đem đi hết trơn rồi đâu còn chén hết đâu còn bình tông hay gì đâu. Nó lo chứ lúc đầu là bà nằm bác sĩ. Dạ. Rồi bà ngoại với bà chị thì cái gì bà lấy thôi giờ thôi hai chị em trời á, bà chơi tôi nằm vậy rồi sao? Cô về xỉu luôn. Dạ. Nghe nói lúc đấy ông nội rồi rơi vào trầm cảm luôn, thời gian lâu. Tại vì cái Nhi nó cho hay là cái đầu kia là bán vô á, là bữa đó là bán vô ngay trễ. Rồi là bắt đầu mình kiếm từ giờ đó điện chỗ mà hỏi giờ sao nó không trả bớt rồi mẹ ơi. Cái đắt mẹ ơi, vừa mệt nữa mẹ ơi. Đó, cái nó không điện chờ lên liền hay gì. Cái nó không mẹ ơi, nó từ từ sáng mẹ nó lên. Dạ, nghe đứt ruột chưa? Đi luôn, đi điện trong bao đi em ơi, giúp đi luôn á. Đi lên thì nó nói hô, à mẹ đi tới đâu rồi. Cái hô, mẹ đi tới chút lúc đó, tới lúc như tới Long An rồi. Cái hỏi chứ nhận rồi sao rồi. Còn sống lại mẹ ơi. Dạ, mừng. Nó sản. Thôi kệ, thôi giờ lên tới đây, thôi lên đó, cho tới bệnh viện luôn. Đó, thôi điện mới nghe cái đà mới chạy khóc mẹ ơi, vừa chết nữa mẹ ơi. Dạ. Mà nó đã sẵn, người ta có biết. Đó, rồi lên tới ngay nha, thằng con Trung nè. Cái nó hôi vậy, chờ cha mẹ về đi.
cho mình chứ mỗi lần đi còn ở dưới chị bỏ bán của nó bỏ bán mấy ngày luôn phụ chứ giờ sao giờ tôi đang cố gắng và bà hoa nghe một con nghe tôi cần thiết đó là một câu chuyện mãi kể thì cũng đang có những cái con cái được rồi công việc ở ngoài mất và con của cô là cô Liên à. Nên là cô chú anh chị và các bạn mình tới mình tưởng có cúng xèo ấy thì nó là ủng hộ cho bà nội cũng như là để bà nội bán được nhiều bánh xèo á là giúp đỡ các con. Dạ. Mấy cái cô? Hai cái thịt một cái tôm. Hai cái thịt một cái tôm cô. Dạ. Hai cái bình thường một cái tôm không cô? Hai cái này đủ à? Đó là câu chuyện của bà ngoại. Hai cái thường của cái tôm con. Là ba bán hết con. Cô anh chị, nhưng mà cái đường đó ngày xưa là đường Tăng Chánh Hiệp nhưng mà bây giờ nó là đường Đông Bắc nha cô chú anh chị. Dạ, Đông Bắc. Phường Tăng Chánh Hiệp thôi. Dạ, quay cho cô chú anh chị và các bạn biết á địa điểm bánh xèo. Dạ, cô có thường ăn đây không cô? Dạ, cô cũng thường ăn. Cô ở gần đây hả? À, cô ở Hóc Môn hả? Dạ. Dạ, ba đứa nhỏ đây. Dạ. Dạ. Ăn cũng được. Dạ. Cô ăn mấy lần rồi? Lần này lần thứ ba. À, đây là lần thứ ba hả cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Cô khách ăn lần thứ ba, cô khách ở Hóc Môn thì cũng gần đây. Dạ. Rau đó là làm sẵn rồi nha cô chú, khi mà khách tới có một cái là tranh thủ cũng rất là nhanh. Ở bà ngoại phụ, bà ngoại Linh phụ, bà Xuôi Linh chào phụ. Ủa? À, mấy bữa nay giao có rồi giờ đưa lộn đưa lộn banh
Tiếp nước cho bà nội. Dạ. Nội đang chiên cho bà. Đây miếng củi này nữa. Hết củi. Củi cho ngoại ăn đi con. Gì không? Không cho con ăn gì cũng cho con cái con gì cho ngoại nha. Không có. Cho chị nấu luôn. Bắt à, thương dâu của mày. Dạ. Cái thịt nữa, thêm một cái thịt nữa cho cô khách. Cô khách nói là lần thứ ba rồi. Dạ. Cô khách từ Hóc Môn. Thôi đi chăm rồi chị ơi. Dạ. Nồi lên củi. Củi để cho bà nội làm. Đây số điện thoại của cô Liên, số điện thoại đặt hàng nha cô chú anh chị và các bạn. Đây số phía dưới đó nha. Đây số đặt hàng này cô Liên nha. Dạ cô Liên. Cô chú anh chị nào mà mình đến không được đó, thì nếu mà không tiện, mình chưa không biết đường đó, thì mình có thể là mình gọi điện mình để mình đặt bánh nha. Dạ Grab tới đêm tới liền ha. Dạ. Cô chú anh chị và các bạn á, là mình cứ đi qua cầu vượt Quang Trung, là cuối đường cầu vượt Quang Trung á, thì mình quẹo bên tay phải là thấy cái đường Đông Bắc liền, tới cái cây xăng đầu tiên á, là thấy cái đường Đông Bắc liền nha. Dạ, bởi vì nhiều cô chú là chạy từ quận 1, quận 2, quận 1, quận 3 rồi đó, là mình chạy lên á, là quận 10, 11 rồi đó, mình chạy lên thì mình cứ chạy cuối theo đường Quang Trung á. Dạ, là mình chạy thẳng tới là tới liền, là tới. Yeah.
kiện không rẻ thì nên tôi tốn tiền cho các bạn á, tới ủng hộ bánh xèo, tới thưởng thức bánh xèo. Bánh xèo rất là ngon nha, bánh xèo ngon lắm. Dạ. Và đặc biệt là cũng rất là bình dân,